Bà xin chào các bạn và các cháu. Hôm nay bà được kể cho các bạn và các cháu nghe một câu chuyện có tựa là Anh em mặt trời. Từ thở rất xa xưa, trên trời có đến hai mặt trời. Đó chính là anh em mặt trời, ngày đêm thay phiên nhau tỏa sáng bầu trời. Mặt trời em tính tình ôn hòa, hiền diệu. Gặp ngày mặt trời em chiếu sáng thì ánh mặt trời dịu lại chứ không gay gắt. Người ta sinh hoạt làm việc thoải mái, cây cối cũng xanh xôi nảy nở. Thế nhưng mặt trời anh thì tính tình cuồng bạo hung dữ. Đến ngày ông ta chiếu sáng thì chẳng những người không chịu nổi cái nóng phải tìm nơi ẩn nấp, mà cây cỏ cũng khô héo. Để có không biết bao nhiêu người anh hùng muốn tìm cánh rừng trị mặt anh trời. Đã không có biết bao nhiêu người anh hùng muốn tìm cách trừng trị mặt trời anh, nhưng đều bị mặt trời anh dùng lửa của mình thiêu chết. Bởi vậy, nhân dân càng thất vọng. Một hôm, gặp ngày mặt trời em chiếu sáng, dưới chân núi có một đôi vợ chồng trẻ lên núi đốn củi, để lại hai con nhỏ của mình ở nhà chơi. Nào ngờ lên núi không lâu, tự dưng mặt trời anh xuất hiện. Lửa đốt cháy rừng rực, hai vợ chồng trẻ hoảng sợ vội chạy nấp vào hang đá tránh cái chết. Đợi đến khi mặt trời anh đã lặn bên kia núi, khi ấy hai vợ chồng mới gánh củi về nhà. Về đến cửa thấy cây đào trước cửa khô héo, gọi mãi chẳng thấy hai con mình đâu. Tìm một lúc nữa mới thấy dưới gốc cây khô héo có hai con rắn mối. Họ hiểu ra đó chính là hai con mình hóa thành, lòng vô cùng đau khổ. Người chồng nuốt nước mắt vào lòng, quẫn phúc, phẫn uất nói: Tên mặt trời anh tàn ác đã giết hại con chúng ta, thù này quyết phải trả cho bằng được. Người vợ nghe nói cũng nén nỗi đau khổ nói: Chàng nói rất đúng, thù này chẳng phải riêng gì chúng ta, mà cho tất cả mọi người. Rồi từ đó, người chồng ngày đêm khổ luyện cung kiếm, vợ thì dệt lụa đan dài chuẩn bị cho chồng ra đi. Một hôm, trước lúc chồng lên đường từ biệt, bỗng đầu ngoài rừng xa có tiếng vó ngựa dồn dập, rồi một con tuấn mã phi nhanh bao vào sân nhà họ mới dừng lại. Hai chân trước chồm lên hí vang rất sung sướng, cất thành lời nói: Tôi là loài chạy nhanh nhất trong giới động vật, hãy ngồi lên lưng tôi mà đi tìm mặt trời. Người chồng vui mừng, vai mang cung, lưng đeo kiếm, nhảy lên lưng ngựa từ biệt vợ rồi phóng đi. Con tuấn mã chạy như bay, chẳng mấy chốc đã đưa người chồng lên đến đỉnh núi đứng chờ mặt trời. Người chồng đã có chủ đích nên đến đỉnh núi tìm một chỗ thuận tiện nấp sẵn, tên lắp vào cung, chỉ chờ mặt trời anh vừa xuất hiện là bắn ngay. Mặt trời anh thường ngày hóng hách thành tính nên mỗi lần xuất hiện làm ra vẻ dương dương tự đắc nên chẳng phòng bị. Người đàn ông dũng cảm nhắm ngay mặt trời bắn một phát trúng đích. Mặt trời anh đau đớn rú lên rồi lặn xuống mất tâm. Mặt trời em thấy anh trúng tên hoảng sợ nên không dám lên nữa, khiến cho bầu trời trở nên tối mịt như đêm không trăng sao. Người chồng do vậy cũng không cách nào trở lại nhà. Từ đó mọi người đều sống trong màn đêm dần dày dặc. Cuộc sống trở nên cực khổ muôn phần, chẳng riêng gì con người mà đến muôn thú cũng khốn quẫn. Hổ báo hoành hành, yêu ma bạo ngược, thật là một giai đoạn sống trong lầm than tăm tối. Chẳng biết đã bao lâu, bao giờ, thời gian bao lâu. Một hôm trời bỗng nhiên sáng trở lại, mọi người nhìn thấy mặt trời em xuất hiện vui vẻ, tươi, hiền hòa. Ai nấy vui mừng, reo vang dậy cả đất trời. Chuông chim muông trên cây cũng bay lượn khắp trời, reo hót mừng vui, đàn nai cũng nhảy cẳng tung tăng.
Trên đồng cỏ, yêu ma thấy ánh mặt trời tỏa sáng trở lại vội vàng tìm chỗ ẩn thân. Mặt trời em thấy mọi người hân hoan chào đón mình như vậy thì rất cảm động. Đang lúc ấy thì dân làng thấy một người anh hùng bắn mặt trời kia trở lại. Giờ đây đã thành một ông lão, râu tóc đã bạc trắng. Dân chúng đổ đến rây quanh chung tung hô chúc tụng. Ông lão, anh hùng cưỡi ngựa chạy đi một vòng khắp làng rồi dừng lại trước mái nhà tranh của mình. Một bà già ra đón. Đó chính là vợ, người vợ bao năm ở nhà trông chồng. Chờ ông hai người ôm nhau mừng mừng tủi tủi, mọi người hỏi ra mới biết rằng khi ông trở về được, thấy tất cả, thấy đất cứ tối tăm nên ông đã lần đi tìm mặt trời em bày tỏ chỉ vì mặt trời anh. Tàn bạo nên mới bắn tên. Rồi xin mặt trời em hãy xuất hiện mang ánh sáng lại cho con người và muôn loại. Chính vì vậy mặt trời em mới chấp nhận xuất hiện trở lại. Thế nhưng ngày ông đi là thanh niên, bây giờ ông về thì tóc đã bạc đủ. Thấy một đời ông đã vì tất cả mọi người, trong lúc mọi người tổ chức vui mừng reo hò dưới ánh mặt trời thì mặt trời anh bỗng xuất hiện. Một tay bịt mắt hỏi, ai đã bắn ta, tại sao lại bắn ta? Lão anh hùng đứng ra đáp, chính tôi đã bắn vào mắt ông, bởi vì ông tàn bạo, dùng lửa đốt cháy cây cối, lại còn giết chết hai con của tôi và những người khác nữa. Mặt trời anh biết rõ nguyên nhân là do mình, khi ấy hạ giọng nói, hay là chúng ta giảng hòa vậy? Lão anh hùng đồng ý, rồi hai bên thương lượng tuyệt đối không được làm hại nhau nữa. Mặt trời anh nói, từ nay về sau, tôi chỉ xuất hiện vào ban đêm và tỏa sáng mát dịu xuống cho mọi người làm việc. Nói rồi, mặt trời anh còn tặng cho lão anh hùng một con gà trống để mỗi buổi sáng nó báo cho biết là đêm đã hết. Một ngày mới bắt đầu cũng chính là lúc mặt trời anh và mặt trời em đổi phiên. Mặt trời anh sau này chính là mặt trăng, từ đó mọi người mới sống được bình yên, mưa thuận gió hòa, gió nắng đúng đúng tiết, không còn phải ngày khổ sở như xưa, không còn phải những ngày khổ sở như xưa. Câu chuyện bà kể đến đây đã hết rồi. Bà xin chào tạm biệt các bạn và các cháu. Bà hẹn gặp lại.